Xin chào các bạn. Ở video trước thì mình đã giới thiệu qua về Object Detection là gì và nó khác nhau với Classification như thế nào. Và thì ở trong video này thì mình sẽ giới thiệu kỹ hơn một chút về cái dataset và 6 bước xử lý ở trong cái model SSD, trong cái task gọi là Object Detection. Bởi vì trong computer vision thì cái task này cũng khá là khó, cái nội dung của cái Object Detection trong S nó cũng khá là khó, cho nên là mình sẽ tập trung vào cái bài đầu tiên này sẽ tập trung vào cái phần lý thuyết trước. Và thì trong video này thì mình sẽ học cái gì? Mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái input và cái output của cái mạng SSD này nó là có những gồm những cái gì. Là một này, thứ hai là tìm hiểu một chút về cái data set của nó. Đó thì khi mà tìm hiểu data thì cũng khá nhiều cái hay, các bạn có thể sau này làm nhiều về deep learning rồi AI thì các bạn sẽ nên dành thời gian để tìm hiểu dataset bởi vì nó rất là quan trọng. Data nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái performance của model. Đó, và cái nội dung thứ ba thì là của trong video thì sẽ tìm hiểu 6 cái bước để mà xử lý cái data, các cái flow về data ở trong cái mô hình SSD của mình thì nó làm như thế nào. Đó, thì là nội dung của video ngày hôm nay. Thì đầu tiên là cái input và output của cái mạng này là cái gì? Thì input của nó là một bức ảnh. Ở đây thì đưa một bức ảnh vào này, bên trái là bức ảnh này. Cái bức ảnh này cũng đi vào ấy thì đi ra nó sẽ cho mình một cái, mỗi một cái object nó sẽ cho mình một cái bounding box. Thì cái bounding box sẽ đơn giản không chỉ là thông tin là nó là cái hình vuông mà nó còn có cái thông tin là độ to, độ nhỏ như thế nào đó, và cái vị trí của nó ở đâu đó, thì là cái thông tin về bounding box. Thứ hai là nhãn ở đây, tức là nhãn này là con ngựa này, còn nhãn này là người này. Đó là thông tin nhãn, thông tin về number, thông tin về tức là class name đó. Và cái thứ ba là cái confidence, tức là cái độ tự tin của cái nhãn này. À, cái độ tự tin của cái bounding box này nó là con ngựa, là bao nhiêu phần trăm, tức là lớn nhất là 1 và nhỏ nhất là 0, thì trong khoảng từ 0 đến 1, tức là cái confidence nó càng lớn thì cái độ tự tin để mà dự đoán cái bounding box này là con ngựa hoặc là đây là người thì nó càng cao. Còn cái confidence mà nhỏ thì tức là mạng nó không tự tin để dự đoán đây là cái bounding box này là người chẳng hạn. Đó. Thì output của nó gồm có 3 phần này. Phần thứ nhất là bounding box, phần thứ hai là cái class name, và phần thứ ba là cái độ tự tin, cái xác suất để mà cái bounding box đó là cái nhãn đó, đó thì là bao nhiêu. Thì trong bounding box thì nó sẽ gồm có cái gì? Bounding box ở đây thì đây là giả sử là bức ảnh này. Bức ảnh này sẽ có cái chấm đen đầu tiên là cái gọi là original coordinate, tức là cái điểm 0,0 của bức ảnh. Đó. Thì trong cái bức ảnh này nó sẽ có một cái bounding box. Thì trong cái bounding box này nó sẽ thể hiện được là chiều cao và chiều ngang là bao nhiêu, bằng cái việc mà lấy x max trừ đi x min và y max trừ đi y min thì nó ra được chiều cao và chiều rộng. Đó. Và vị trí nó ở đâu thì nó sẽ phụ thuộc vào cái x max và x min và cái y min, hoặc là x max và y max. Đó. Thì nó phụ thuộc vào những cái đấy, thông số đấy. Thế thì trong một cái bounding box nó có hai cái thông số này, thông số là nó to bao nhiêu, nó nhỏ như thế nào, hoặc là và nó nằm ở đâu. Đó. Thế thì trong những cái mạng SSD thì ngày xưa người ta hay dùng là hai cái thông số là x min y min và x max y max, hai cái điểm top left và bottom right này. Nhưng mà ngày nay thì người ta biến đổi đi một chút, nó sẽ dùng cái thông số không phải là hai thông số bên trên nữa, mà nó sẽ dùng cái thông số trung tâm, một cái CX, CE, tức là center X và center Y của cái bounding box. Đó, và thêm cái thông số là chiều cao bao nhiêu và width là chiều rộng bao nhiêu. Đó thì là hai cái thông số này nó làm lên một cái thông tin của thằng bounding box. Đó. Thế còn nói về class number ở trong thằng SSD này ấy, thì nó sẽ tính cả cái thằng background, tức là trong cái hình vẽ output này này thì ở đây mình sẽ tính là ba cái class.
Mọi người có thể thấy được là nó chỉ có người đúng không? Person và host là hai class thôi, nhưng mà thực ra là nó tính cả thằng bounding box à thằng thằng background này. Thằng background này cũng được tính là một cái class, như vậy là nó sẽ có là ba class ở đây. Đó. Còn là cái cách tính cái class number ở trong cái thằng SSD hoặc là trong những cái model khác về object detection người ta cũng tính như thế. Nó là những cái quy định chung của nói là cái thuật ngữ chung ở trong object detection rồi. Thì ở đây mình hôm nay mình học thêm được ba cái này. Thứ hai là từ đầu tiên là cái class number này, hoặc là bounding box là gì này, hoặc là các khái niệm của bounding box này, hoặc là confidence key này, hoặc là label này, đó. Tiếp theo thì tìm hiểu thêm một chút về VOC dataset. Thì ở mỗi bài toán ấy, mỗi một cái task khi mà làm trong computer vision ấy thì nó phải sử dụng cái data ảnh rất là nhiều. Thì có rất nhiều chỗ họ cung cấp data free cho mình mà cũng có những chỗ mà cung cấp data thương mại. Thế thì mình muốn tìm hiểu làm một bài toán trước hết mình phải tìm data xem nó cái data này nó có được dùng để data trong nghiên cứu hay không, hay là data chỉ dùng trong thương mại thôi. Mình nghiên cứu xong mình không không được dùng cái data đấy để làm model mình bán thì không được ấy. Thì phải tìm hiểu rất rõ cái data của nó tìm nguồn rồi tìm cái đặc tính của data, các cái distribution data nó ở châu Âu hay là ở Mỹ hay là ở Việt Nam. Chẳng hạn mình dùng data của châu Âu, châu Mỹ mà mình dùng xong mình tạo ra cái model rồi mình áp dụng cho người Việt Nam thì kết quả chính xác có khi nó không cao lắm. Tại vì cái phân bố nó khác nhau, cái đặc điểm nó khác nhau. Đó thì mỗi một cái task cần tìm hiểu rất là kỹ về cái data. Thì ở trong cái khóa học này ấy, thì SD và mình dùng cái data VOC. Thì cái data VOC nó là viết tắt của cái gì? Tức là Pascal này, Visual Object Class. Thì cái data này là data được dùng để mà thực hiện làm một cái score, để thực hiện tính toán ra cái score trong cái cuộc thi Object Detection. Người ta còn gọi là Object Detection Contest ấy. Thì người ta dùng cái dataset này để làm cái thước đo. Đó thì Pascal này viết tắt là gì? Gọi là Pattern này, Pattern Analysis này, Statistical Model này, Modeling and Computational Learning. Đó thì viết tắt ở ngay đấy. Nó là một cái cộng đồng nghiên cứu về AI, về Deep Learning ở bên châu Âu. Đó thì cái data này nó có hai cái version. Một cái version là năm 2007 và cái version 2012. Thì cái version 2012 nó lớn hơn một chút và nó mới hơn một chút, cho nên trong cái khóa học này mình sẽ dùng cái version 2012. Đó thì nó cái version 2012 ấy, nó gồm những cái gì? Nó sẽ có 20 class tiêu biểu, giả sử như là máy bay này, hoặc là người này, hoặc là ngựa đấy, như trên những cái vừa nãy mình đã show. Đó thì nó gồm có 517 cái bức ảnh để cho việc training, à năm phần trăm 517 mà 5717 cái bức ảnh để dành để cho việc training, và là 5828 bức ảnh dành cho việc validation. Thì không hiểu sao là nó dùng khá nhiều cái ảnh để validation đó, và người ta tính thêm cả cái background vào, nó là một class. Thì trong thực tế là số ảnh nó chỉ có 20 class thôi, 20 cái loại nhãn thôi, nhưng mà tính cả background vào, thế nên là trong cái lúc mà mình làm ấy thì mình phải ý là thực ra là nó có 21 class. Đó thì trong cái dataset này người ta sẽ mặc định cho mình đâu là cái trong một bức ảnh đâu là bounding box của một cái vật bằng cách là xác định cái kiểu x-min, y-min và x-max, y-max và label. Đó, tức là cái điểm điểm top top left và bottom right ở trong một bức ảnh của một cái bounding box. Và cái nhãn của nó đi cùng. Đó, thế thì và các cái thông tin này thì nó lưu ở cái dạng mà file XML. XML đấy thì nó cũng ghi cái file gọi là file annotation ở trong XML. Đấy mình học thêm được một cái khái niệm mới, nó gọi là khái niệm annotation. Thì annotation nó là cái gì? Nó là cái các cái thông tin của một bức ảnh để cho dành cho việc training, và rồi là bounding box ở đâu, rồi label ra sao, nó gọi là annotation. Đó thì trong kể cả trong segmentation nó cũng gọi là annotation. Đó thế thì cái này nó hơi chú ý một chút ở đây, tức là cái thông tin ở trong cái phần XML annotation này của thằng VOC ấy, Voxy ấy, nó tức là cái điểm bắt đầu của nó không phải điểm 0,0 mà nó điểm 1,1. Nó thì thường là trong computer vision ấy, trong cái nếu bạn nào học về computer vision cơ bản các bạn sẽ biết được là một bức ảnh nó sẽ có cái tọa độ đầu tiên là 0,0, tức là bên trên góc trên bên trái đấy, nó từ 0,0, nhưng mà cái thằng này thì nó lại bắt đầu từ 1,1. Đó, nó có điểm khác biệt như thế.
Rồi thì trong khóa này thì mình sẽ tập trung vào tìm hiểu thằng SSD, thì nó viết tắt của gì? Single Shot Detector. Đó là một cái loại detector single shot, và nó có hai cái version, một cái version là SSD 300 và SSD 512. Đó thì ở đây mình sẽ dùng cái khóa này mình đợi phân cơ bản thôi, mình dạy những cái khái niệm cơ bản để sau này có thể các bạn có những cái kiến thức nền rồi các bạn sẽ tìm hiểu sâu hơn, nhưng mà trước hết phải học những cái cơ bản trước. Thì trong khóa này mình sẽ hướng dẫn tìm hiểu về cái SSD 300, tức là cái input đầu vào của một cái ảnh đưa vào cái mạng nó là 300 nhân 300. Đó thì nó có một cái version khác là 512 512, tức là đầu ảnh của nó input là một cái size vuông 512. Rồi thì học thêm một khái niệm nữa là khái niệm offset. Thì offset ở đây là gì? Thì khi mà một bức ảnh đưa vào ấy, nó dự đoán ra không phải nó đưa luôn ra các cái thông số bounding box đó, mà nó sẽ dùng các cái thông tin offset. Tức là trong một bức ảnh khi mà đưa vào mạng thì cái thằng mạng ấy nó sẽ chuẩn bị cho mình những cái bounding box, nó sẽ cho mình những cái bounding box trong đấy, chuẩn bị cho mình những cái bounding box đấy. Thì những cái bounding box ở đây nó gọi là default bounding box, tức là default box. Đó thì nó gồm các thông số là đi CXD này, CYD này, WD này và SD. Thì C ở đây tức là center đấy, còn W ở đây tức là W và H tức là width và height, còn D là default. Đó thì là các thông số này, các cái thông số này nó chỉ định cho mình một cái box, nó thể hiện cho mình một cái box là chiều, có các cái chiều vị trí ở đâu và độ lớn như thế nào. Đó thì khi mà nó đi qua một cái transformation, tức là một cái transform để nó biến đổi cho mình cái thông tin của cái từ cái default box đấy thành cái bounding box, thì cái kết quả mà các bạn nhìn thấy ở cái đúc đầu cuối ra mà người ta hay vẽ lên trên các cái demo của SD hoặc là YOLO hoặc là detection, các cái model detection, nó chính là cái bounding box cuối cùng rồi. Nó đã đi qua cái transform rồi, nó đi qua cái transform tức là cái nguồn gốc của nó chính là cái thằng default box, nhưng mà nó đi qua cái transform thì nó dùng các cái gì để nó làm để nó tạo ra cái bounding box đấy, thì nó chính là dùng các cái delta CX này, delta CY và delta H, delta W đấy. Thì tất cả các cái bốn cái thông số này nó gọi là offset. Ở đây mình gọi là tức là thông một cái thông số, một cái keyword nữa, thuật ngữ nữa ở trong cái object detection. Thì bốn cái thông số này nó gọi là offset, offset information. Thì ở trong SSD thì người ta dùng cái offset này, người ta tính toán theo công thức là như mình vẽ viết ở đây. Này CX CX thì bằng cái CX này là cái CX, cái center box của cái thằng center center X của cái thằng bounding box, nó sẽ bằng cái CXD tức là cái center X của cái thằng default box. Nó làm cái hàm này nó sẽ một cộng với 0,1 nhân với delta CX đó. Tức là nó sẽ biến đổi như thế này, nó việc nó có tính toán như thế này, tức là thằng SD nó sẽ tính toán như thế này. Thì cái công thức như này nó tính toán để nó ra thằng bounding box. Thì cái công thức này ấy, nó thực ra nó không có, nó dựa trên toán học gì cả, mà nó không dựa trên một cái lý luận gì chứng minh khoa học được, mà nó dựa trên thực nghiệm thôi. Thì người ta thấy là làm như này thì nó ổn, thì người ta dựa trên công thức này, người ta tính thực nghiệm thôi, tức là tác giả họ dùng cái công thức này họ tính thì thấy nó kết quả ra như thế là ổn đó. Thì lúc này mình học thêm một khái niệm là offset này, rồi offset và default box này là bounding box đó. Thế thì tính bounding box dựa vào cái bounding box ở đây, cái hình này nó giải thích rõ hơn ở cái slide trước thôi. Và một cái thông tin, một cái bounding box ở lúc cuối mình đi ra, mình nhìn thấy trên cái kết quả đi ra nó chính là gì? Nó chính là việc mà mình dùng cái thông tin của thằng default box là CXCD này, D này, và WD, HD này, và mình kết hợp với thằng offset, tức là đưa nó qua là một cái phần transform. Đây này, đưa qua phần transform thì nó đưa qua các thông số này, bốn cái thông số này, để tạo ra một cái bounding box nó có các cái thông số mới bằng cái cách cái công thức ở trong này. Thằng CX, CD thì bằng cái công thức này, CX bằng tính bằng như này, CY tính bằng như này, còn cái H mới thì tính bằng như này và W mới thì tính bằng như này. Đó thì cái slide này nó giải bổ trợ cho cái slide trước của mình thôi. Rồi thì đây về bắt đầu mình sẽ tìm hiểu 6 bước cơ bản để mà làm, để mà data nó đi vào như thế nào trong cái thằng SSD. Thì đầu tiên là cái bước đầu tiên là bước resize một cái bức ảnh về 300 x 300. Ở đây mình dùng cái model SSD 300 version 300, cho nên là
chỉ cần resize về dạng 300x300 này. Còn sang bước thứ hai, sau khi mà đã có resize về cái ảnh 300x300 rồi thì với mỗi một cái ảnh như thế thì sẽ chuẩn bị một cái chuẩn bị 0.1 mà 8732, tức là 8732 cái default box. Đó thì cái bước 2 sau khi mà implement nó thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn về cái bước này. Ở đây đại khái các bạn sẽ cứ nhớ là trong mỗi một bức ảnh thì người ta sẽ chuẩn bị cho nó một lượng là 8732 cái bounding box. Ở đây không gọi là bounding box mà gọi là default box cho nó phân biệt với cái bounding box sau này mình sẽ dùng. Rồi. Thì sau khi bước 3 bước 3 thì mình sẽ truyền cái ảnh input một cái ảnh vào cái mạng SSD. Ở đây thì lại cần phải viết một cái mạng nó gồm các cái layer như thế nào. Đó. Thì khi truyền cái ảnh vào ấy thì với mỗi một cái ảnh nó sẽ có 8732 cái default box. Cho nên là lúc mà đi ra ấy thì cái lượng thông tin của nó như thế nào? Ở đây nó có cái VOC data class này, nó có 20 class này. Như vậy mình nói này, 20 class đúng không? Cộng với cái background là một class nữa, tức là 21 class. Rồi 21 class. Và với mỗi một cái class này, ở đây có mỗi một class này và cộng với cái việc cái thằng offset này, offset information, tức là cái cái delta x, delta y, rồi delta h, delta w đấy. Nó gồm 4 cái thông số đấy. 4 thông số đấy cộng với hai thông tin của 21 cái class này. Đó, tất cả là sẽ nhân với 8732 cái bounding box. Thì mỗi một cái bounding box nó sẽ nhân với 25, tức là tổng cộng là ra 218.300 cái thông tin cho mình. Đó thì cái 21 này nó thể hiện là cái gì? Cái class này tồn tại hay không? Đúng không? Là sử 21 class đúng không? 21 class thì nó sẽ dán đánh nhãn theo kiểu là one hot vector chẳng hạn. Thì nó mỗi một cái class nó có thể hiện là 0 1 0 1 0 chẳng hạn. Tức là có không, có hay không, và cùng với nếu mà nó có thì cái thông tin offset của nó như thế nào. Đó thì tổng cộng là 25 ở đây, thông số này là 25, thì ý nghĩa của vì sao này 25 ở đây. Vì sao là 21 đây và vì sao là 4 ở đây thì mình đã giải thích rồi. Rồi, tiếp theo cái bước 4. Bước 4 thì sau khi đã có rất nhiều cái thông tin như thế rồi thì mình sẽ lấy ra được là tức là có tổng là 8732 cái default box đúng không? Bounding box rồi. Thì mình sẽ lấy ra top 200 ở trong cái thằng SSD này. Thường nó sẽ lấy top K. Top K thì có thể các model khác nó lấy top K, nhưng mà trong cái thằng SSD này thì nó lấy top 200. Ở đây 200 cái bounding box mà có cái confidence cao nhất. Đó. Rồi sau đó nó đem những cái bounding box này là tính toán thôi. Rồi, đây là bước 4. Thì bước 5 là gì? Bước 5 là nó dùng cái thuật toán NMS, tức là Non Maximum Suppression. Thì các bạn tưởng tượng là khi mà ra một cái bức có một bức ảnh này và trong đấy có một object này, thì cùng một cái object như thế nhưng mà nó sẽ có rất nhiều các cái bounding box nó chỉ cùng vào một cái object thế, và các cái bounding box cái vị trí và các cái size của nó chỉ khác nhau một chút chút thôi. Thì nó sẽ dùng cái thuật toán NMS này để nó lấy ra cái bounding box mà có cái giá trị xác suất cao nhất, tức là cái confidence cao nhất, cái độ tự tin cao nhất. Còn tất cả những cái bounding box khác mà nó overlap, nó trùng với những cái trùng nhiều với những cái bounding box mà có độ chính xác cao nhất đấy thì nó sẽ loại đi. Đấy. Tức là nó không phải là thằng maximum, nó chỉ lấy ra thằng maximum thôi. Và nó suppression, tức là nó hạn chế đi, tức là nó khử đi những thằng mà non maximum ở trong cái bounding box đấy, trong những cái bounding box mà mình mà cái mạng nó đưa ra cho mình, nó đề xuất ra cho mình. Đó. Thì là bước 5. Còn bước 6 thì cái thằng bước 6 là bước cuối cùng rồi. Bước 6 là cái bước này là nó sẽ chọn mỗi một bài toán thì thường nó sẽ chọn cho mình một cái threshold để lấy ra, tức là mình sẽ có rất nhiều các cái confidence đúng không, của từng cái class đó. Thế thì mỗi một cái bài toán người ta sẽ chọn một cái threshold cho nó phù hợp để đưa, khi mà lớn hơn threshold, tức là cái ngưỡng đấy, threshold trong trường hợp này là cái ngưỡng đấy, cái confidence tức là cái độ tự tin mà lớn hơn cái ngưỡng nào đó thì sẽ in ra cái, sẽ lấy ra cái kết quả đó. Giả sử như là mình có xác suất ở đây Pearson là 0.7 này, còn cái xác suất thằng Hodge này là không phải xác suất mà cái độ tự tin là 0.8 đấy. Nếu mà mình lấy là cái threshold bằng 0.6 thì tất nhiên nó sẽ nhỏ hơn cả 0.7 và 0.8, thì nó sẽ in ra cho mình cả hai cái thông số là ngựa và người ở đây. Nhưng mà nếu mà mình lấy cái threshold bằng 0.8 chẳng hạn
thì à, 0,75 chẳng hạn, 0,75 thì nó chỉ in ra cho mình thằng thằng horse thôi, thằng con ngựa thôi. Còn 0,75 nó lớn hơn cái thằng person, nó nhỏ hơn thằng threshold mất rồi, nó nhỏ hơn 0,75 rồi. Thì cái thằng person nó sẽ không được in ra nữa, nó không được lấy ra nữa. Thì cái việc chọn là threshold này cũng rất là quan trọng ấy. Thì ở đây nó có hai cái chiều hướng. Thứ nhất là nếu mà chọn threshold quá cao ấy thì nó có cái tác dụng là tránh được cái việc detect nhầm. Tức là những cái độ tự tin nó rất là cao thì mình mới đưa ra, đúng không? Giả sử độ tự tin là tận confidence là tận 0,9 chẳng hạn thì mình mới đưa ra chẳng hạn. Đó thì nó tránh được những cái detect nhầm. Nhưng mà nếu mà mình chọn cái threshold ấy nó nhỏ ấy, thì nó sẽ tránh được cái gì? Nó tránh được cái detect thiếu. Đấy. Nếu mình chọn threshold cao thì có thể là nó tránh được detect nhầm nhưng mà nó sẽ detect thiếu cho mình. Những cái threshold, những cái object mà thực sự là nó tồn tại. Ở đây 0,7 chẳng hạn, là người, nhưng mà nếu mà mình chỉ chọn threshold bằng 0,75 thì tự nhiên nó bị detect thiếu cho mình cái thằng người, nó mất cho mình cái thằng người. Nó tránh được nhầm nhưng mà nó lại bị thiếu, nó bị thiếu sót. Hoặc là mình chọn threshold thấp quá thì nó sẽ tránh được cái việc thiếu nhưng mà rất rất dễ xảy ra là nó khi nó lại detect nhầm cho mình. Đấy thì đấy là những cái các bạn cần hiểu cái ý nghĩa của việc chọn threshold để xác định setting cho nó đúng. Rồi thì đến đây là xong cái 6 cái bước mà mình giới thiệu. Bước 1 là resize ảnh về cái dạng size mà nó đưa vào trong cái mạng SSD được này. Bước 2 là chuẩn bị 8.732 cái default box. Đó, bước 3 là truyền vào để lấy ra các 2.218.300 cái thông tin. Đó, dựa vào các cái thông tin đấy thì mình lấy ra top của 200 cái bounding box trong tổng số là 8.732 cái bounding box có các cái confidence cao. Đó, sau đó là dùng cái non maximum suppress để lấy ra được những cái bounding box mà nó có các cái confidence cao thôi, còn loại bỏ những cái bounding box mà có những cái confidence thấp. Đấy, sau đó là dùng một cái threshold để lấy ra được các cái thông tin cần thiết của mình. Đó thì đây là 6 cái bước cơ bản ở trong cái để làm cái với cái mô đồ SSD. Rồi thì ở trong cái video tiếp theo thì mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ chuẩn bị dataset này, chuẩn bị dataset từ cái việc mà đọc và lưu hàm từ từ các thông tin ở trong annotation XML như nào xuống này để tạo thành một cái class dataset để load được data vào, tạo được data loader để sau đó là đưa được cái thông tin đấy vào trong cái thằng thằng mạng chẳng hạn. Đó, và trong lúc mà tạo dataset thì chắc chắn nó sẽ phải dùng cái những cái augmentation ở trong cái lúc mà trên thì sẽ dùng những cái gì. Đó thì là nội dung của video tiếp theo. Đó thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.